Xin chào anh em, hôm nay về với kênh của Đức Mado thì trước mặt anh em đây là một cái sản phẩm xe điện ba bánh Santong M5 thế hệ mới nhất của năm 2024. Thì chiếc xe này đã được cải tiến như thế nào rồi thì cuối năm 2023 Đức đã lên cho anh em xem rồi đúng không ạ? Thì chiếc xe này sẽ được sử dụng lên đến 6 bình ắc quy và động cơ lên đến 1200W và có tích hợp phanh đĩa phía đằng sau và được cải tiến cực kỳ là nhiều những cái tính năng hay ho. Ví dụ đi về phần đầu xe để nhận biết bản 2024 như thế nào thì ở đây chúng ta sẽ có logo dập nổi của nhà máy San Tông đấy, và một cái màn hình điện tử LCD khá là to đấy, thể hiện logo San Tông ở đây luôn đấy, trên này thì thể hiện rất là nhiều tính năng gồm là xe chạy 5 bình hoặc chạy 6 bình đấy, đề số pin số km đã đi được còn bên này là km 1 giờ chạy đấy, hai dọc này là hai dọc pin khi nào mà đến hai cái vạch đỏ dưới này thì chúng ta mới bắt đầu cần phải sạc chiếc xe của năm 2024 này đã được tích hợp một cái bộ gương lên trên xe nhìn khá là hòa thuận với cái cặp mắt của chúng ta đúng không ạ? Cái gương này nếu mà ai không thích chúng ta có thể tháo ra hạ xuống được. Chiếc xe này thì mình lưu ý nhé, thiên về chở người và chở hàng thì chiếc xe này sẽ được tích hợp là chiều dài và chiều rộng sẽ to bản hơn so với năm 2023. Thứ nhất là về chiều dài của cái ghế này khi mà mình khi mà mình cao to như thế này mình có thể ngồi lên như thế này được nhé. Đấy. Khi mà mình cao to như thế Mình ngồi lên đây rất thoải mái Và có thể tích hợp là một người ngồi ở phía bên cạnh mình nữa Đấy. Về thế hệ 2024 của chúng ta này Nhìn này Chúng ta sẽ được trang bị những cặp phuộc ở mối bên Nhìn cực kỳ là khỏe khoắn và đẹp luôn Đấy. Bây giờ thì chúng ta có thể nhìn thấy cái bánh thiết kế ở đời xe mới này sẽ có bánh 300 trừ 10 lốp và lốp không xăm đây là cái bọc lốp của cái chiếc xe này nó đang bị vướng ở đây nên là mình bóc ra Đấy. bọc lốp này dành cho lốp mới nên là anh em không phải lo nhé à, cái bánh này là bánh gai đi địa hình anh em có thể nhìn thấy cái gai này nó đua ra đến tận bên ngoài này nhé và cũng là logo ký hiệu nhà máy san tông ở tại chiếc lốp này luôn và hệ thống phanh đĩa ở phía đằng bên trong này nhìn cực kỳ là đẹp ở đây chúng ta cụ phanh dầu được sơn màu đỏ nhìn trông giống như trên những cái chiếc mô tô thể thao ấy chiếc xe ô tô đắt tiền ấy còn về phía phần đằng sau, chúng ta sẽ được trang bị cái đèn hậu hiệu ứng, à, đèn khối này cực kỳ là đẹp này, đấy có cả đèn xi nhan này, đấy, anh em có thể thấy không? Đấy. Rồi, về phía phần cốp đằng sau của chiếc xe này chúng ta sẽ được trang bị như thế nào? Ở trong này của chúng ta sẽ được trang bị một cái hộp cốp nữa nhé, có thể thấy hộp cốp này cực kỳ là to bản và đẹp đúng không? Đấy, mọi người có thể thấy. Và cái khung thanh đen này chính là cái khung thanh bảo vệ quanh xe của chúng ta Nhìn nó đi rất khỏe khoắn luôn Sang từ bên này sang bên kia Đấy. Và ở đây cũng có một cái thanh gài bằng sắt luôn Xe này thì đang là xe mới nên mình chưa bóc ra của khách Thanh gài này để tránh trường hợp người ta va chạm phía đằng sau Cả trên cả dưới đều có hai cái thanh đen này Cực kỳ là chắc chắn để cho mọi người yên tâm Rồi về phía trong của cái chiếc cốp Khi mà cái chiếc cốp xe này lật lên thì chúng ta sẽ có một cái thùng hàng cực kỳ là to bản và đẹp để chứa hàng khi mà chúng ta không có nhu cầu chờ người đi qua đi lại đúng không ạ? Rồi, nội thất chiếc ghế này là lâu da bò nhé. Đấy, trên cái mặt hàng cao cấp. Thì cái giá thành của chiếc xe này năm nay có một chút nhỉnh so với 2023. Giá của chiếc xe này đang là 29 triệu 900 nghìn. Năm nay giảm 2 triệu còn 27 triệu 900 nghĩa là có tăng một triệu so với bản năm mươi nhá nhé anh em nhé nên là anh em cần phải lưu ý hơn về những cái vấn đề chúng ta đi mua xe đợt nào nhà máy khuyến mại nhiều thì mình khuyên mọi người là lên lấy đi vì những cái sản phẩm san tông nó đặc thù là cực kỳ là lên giá rất là nhanh nên là mọi người không phải lo lắng về vấn đề là cứ mua sau từ từ mới được hạ giá đây sẽ có một cụm gài phanh dầu bằng đĩa đây đấy rồi bây giờ thì chiếc xe này sẽ được lắp bao nhiêu bình ắc quy nhỉ chiếc xe đi theo chiếc xe sẽ có sổ bảo hành trình hàng đến từ nhà máy San Tông như trên tay mình đây. Đấy. Và ở trong này sẽ được trang bị là 6 bình ắc quy 30 AH cung cấp quãng đường đâu đó từ 60 km cho một lần sạc mọi người nhé. 60 đến 80 km cho một lần sạc. Đấy. Đây 6 bình 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tít phía trong cơ. Đấy. Nhà mình trang bị rất là đầy đủ. Nhá, điện điện áp của nó sẽ lên đến 72V. Đây. Trên những cái chiếc xe san tông xịn thì kể cả cái bọc ghế cũng sẽ có logo ký hiệu nhé à, mình phải công nhận à, với mọi người là chiếc xe nào cũng là chiếc xe nhập khẩu từ trung quốc thôi nhưng mà họ nhập khẩu xịn hay họ nhập khẩu đều thì mọi người phải tự phân biệt được điều đấy nhé chứ không phải là một năm mình bán đến ba bốn cái hàng đâu à, như mọi người thấy thì từ hàng đắt đến hàng rẻ nhà mình đều có tất và nhà mình đều cung cấp được cho mọi người đấy, hàng rẻ chúng ta lên bán hàng giá rẻ chứ chúng ta không thể nào bán từ hàng rẻ bằng hàng giá xe xịn được đúng không ạ Thế nó một cách bán hàng là kiểu kiểu là nó bịp người ấy. Đấy. Chiếc xe này thì mình đảm bảo rồi. À, và rất là nhiều bác hỏi mình là thì chiếc xe này có chiều dài bao nhiêu thì ngay bây giờ trên video mình sẽ quay cho mọi người xem nhá. À. Chiếc xe này có chiều dài lên đến 2m3. Đấy. Còn chiều ngang của bánh này. Chiều ngang của bánh này là Mét. Mét một mét men mốt nhầm 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 một mét mốt nhá anh em nhá đấy và mọi người có thể nhìn thấy nhá là về cái ghế này khá là dài đúng không mọi người quan tâm là cái ghế này dài bao nhiêu ghế dài đến 77 cm đấy rất là to bản và đẹp cho chiếc xe điện ba bánh san tông m5 này đúng không ạ động cơ thì lại lên đến 1.200w nếu mà để chúng ta so sánh cái chiếc san tông với tất cả các chiếc trên thị trường ấy thì động cơ chiếc này hầu như là to gấp đôi nên là mọi người không phải lo về những cái vấn đề đấy nhé Đi động cơ cực kỳ là mượt và êm ái này Đấy, số tiền, số lùi đều đầy đủ Đấy Xôi Ở đây thì nó đường nó hơi nhỏ Nên là mình chưa thể đi được à, Quá là nhiều cho mọi người tham khảo Nhưng mình đánh giá chiếc xe này khá là vừa tầm tiền Để cho mọi người mua Với cái mức giá mà 27 triệu 900 Dành cho những cái bác nào mà thích vừa đi chở người Vừa đi chở hàng to con như mình ngồi trên chiếc xe này mới thấy hợp mọi người có thể thấy không mình đến gần 90 cân và cao đến 1m85 đấy, đấy rồi giờ thì theo anh em với mức giá 27 triệu 900 đối với sản phẩm Santong M15 có xứng đáng với túi tiền của anh em không hãy để lại comment ý kiến phía bên dưới của kênh Đức Mario giờ thì xin chào hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau của Đức Mario